Ok, đây là Note 20 5G sách tay Hàn Quốc mới mượn tại XT Mobile. Và lý do mình làm cái video này bởi vì hai thứ. Một là cái màu đỏ này rất đẹp. Chào ơi. Đẹp, mình phải công nhận là đẹp. Hai nữa là bởi vì nó là máy sách tay Hàn Quốc nên nó sẽ sử dụng Snapdragon 865. Thì mình sẽ xem thử xem 865 trên con này có thứ gì thú vị hay là không. Bên trong thì các bạn vẫn sẽ có đầy đủ sạc cáp, tai nghe. Và máy Hàn thì được tặng kèm thêm một cái ốp lưng. Vậy thôi. Ốp lưng này mình cũng ốp thử rồi, khá là được. Tuy nhiên thì cũng có mấy ai dùng đâu, đúng không? Thôi bỏ qua luôn. Quay trở lại với Note 20 đỏ của chúng ta. Nó sẽ có cái gì thì chúng ta sẽ chia sẻ một chút trong cái video ngày hôm nay nhé. Ok, đầu tiên thì nói về vụ màu sắc đi. Thì đây là Galaxy Note 20. Các bạn lưu ý là mặt lưng nó sẽ là reinforced polycarbonate. Nói nôm na thì nó là nhựa cho nó nhanh. Thì chúng ta sẽ có nhiều màu sắc phối hơn. Ở Việt Nam sẽ chỉ có màu xanh thôi, với một vài những màu khác nữa thì mình không nhớ cho lắm. Và thực ra ở Việt Nam thì mọi người đều tập trung vào con Note 20 Ultra, chứ có mấy người để ý đến Note 20 đâu, đúng không? Nên là cái màu đỏ này nhìn cũng thú vị. Và đặc biệt cái kiểu mặt lưng nhựa nhám ấy thì cầm trên tay nó vẫn chắc hơn so với là kính nhám, nên đây cũng là một cái điều các bạn có thể lưu ý đến. Tuy nhiên thì nhựa nó tản nhiệt không tốt được như là kính và kim loại, thì lát nữa mình sẽ nói về vấn đề đó sau. Nhưng mà ok, nói chung là mặt lưng thì khá là ổn đấy các bạn ạ. Màu đỏ này rất là đẹp. Nói chung là với gu của mình là một thằng thích màu đỏ nên nhìn cái này là yêu luôn. Cái cụm camera của nó thì cũng chỉ lồi có một chút xíu, chứ nó không lồi quá nhiều giống như là Note 20 Ultra, nên nhìn mặt lưng nó cũng trở nên cân đối hơn. Tuy nhiên thì ba cái camera này nó đã bị cắt giảm đi khá nhiều so sánh với Note 20 Ultra. Cụ thể hơn là camera chính 12 chấm, camera góc siêu rộng 12 chấm và cái camera tele thực ra nó giống hệt như là S20 cộng rồi S20 hồi đầu năm nay, đó là nó sử dụng cái 64 chấm đó để mà hybrid zoom số 3x. Đấy, đúng rồi, mấy anh bên Samsung hôm vừa rồi chia sẻ với mình mà nó zoom quang 3x khẳng định ghê lắm. Cuối cùng nó chỉ là, các bạn lưu ý nhé, hybrid zoom chứ không phải là zoom số. Ok, bởi vì ở ngay cái chế độ cam chính 1x như này này, các bạn vẫn có thể mở 64 megapixel mà. Không được đâu, không được đâu, thôi bỏ qua vấn đề đó nhá. Rồi, nói chung là thiết kế là như vậy. Màn hình thì chúng ta vẫn sẽ có kích thước là 6.7 inch, độ phân giải là Full HD cộng và không có cái tần số quét cao đấy là 120Hz, mà sẽ chỉ dừng lại ở 60Hz mà thôi. Được cái là màn hình này thì cũng cho cái trải nghiệm khá là tốt. Tuy nhiên thì rõ ràng với một vị thế là dòng Note mà lại không có những cái thứ gọi là xịn sò nhất bây giờ thì mình thấy nó cũng hơi sai sai. Nhưng mà cái đó là cái các bạn phải chấp nhận thôi, tại vì Samsung năm nay tập trung toàn bộ vào con Note 20 Ultra rồi và họ muốn nép con Note 20 này lại để làm sao cho nó có cái mức giá tốt nhất. Nhưng mà thực ra là giá con này cũng không tốt lắm đâu, nên lát nữa mình sẽ nói đến sau. Màn hình sẽ là màn hình phẳng các bạn nhé. Thế nên nếu như bạn nào mà thuộc team đấy là anti màn hình cong thì đây, sự lựa chọn của các bạn đây. Nhưng mà lại phải đánh đổi khá nhiều những thứ khác nên là mình cũng không thấy hài lòng cho lắm. Mặc định thì kể cả phiên bản Hàn cũng đã được dán sẵn một cái miếng dán màn hình vào đây rồi. Và nếu như các bạn mà để nguyên cái miếng này mà sử dụng thì cái cảm giác vuốt từ bên cạnh vào nó cần tay kinh khủng luôn, cực kỳ khó chịu. Nên các bạn hãy lưu ý cái việc có nên bóc cái miếng dán màn hình này ra hay là không để chúng ta có những trải nghiệm vuốt sướng hơn. Lưu ý nhá, cái phần viền này này nó sẽ ăn lên tận trên cái phần màn hình luôn, nên các bạn có thể thấy ở đây. Nên là cái việc mà vuốt từ bên trong vào á thì mình không biết là nó có được mượt giống như những cái màn hình 2.5D được bo cong cong tràn lên một tí hay là không. Nhưng mà rõ ràng cái thiết kế như này thì nhìn nó viền thì rất là mỏng, bên trên thì quá mỏng luôn, dưới cũng rất mỏng rồi. Nhưng mà cái cảm giác vuốt, cảm giác sử dụng thì mình đánh giá nó ở mức gọi là bình thường thôi, chứ không thực sự là quá xuất sắc. Rồi, cái mà ai cũng quan tâm đó là với Snapdragon 865 thì sao? Thì mình sẽ sâu cái điểm AnTuTu trước. Đây, cái điểm AnTuTu rất là cao, nó vào khoảng tầm gần 600.000 điểm. Cụ thể thì nó là 582.000. Và đương nhiên với cái điểm số này thì nó quá quá cao rồi, nó không có điều gì để phàn nàn. Snapdragon 865 hiệu năng nó như thế nào có lẽ là mọi người cũng đã quen hết rồi, nên mình cũng không cần phải nhắc lại. Nói chung là nếu như các bạn cần một cái máy để mà gaming thì con điện thoại này khá là ok. Nhưng nó lại có một cái vấn đề khác, đấy là khi mà mình chấm thử bằng cái Geekbench thì mình chợt nhận ra một điều, đó là nhiệt độ ảnh hưởng đến rất nhiều. Cái lúc mà mình test cái Geekbench này thì là lúc mình vừa mới tút sạc ra, máy hết pin mình phải cắm sạc lên để mình tút sạc ra. Thì lúc đấy máy nó vẫn còn khá là nóng, mình không nhầm nhiệt độ pin nó vào khoảng 40 mấy độ rồi cơ. Và khi mà mình chấm điểm thì các bạn có thể thấy single core rất thấp, nó chỉ vào khoảng tầm 500 điểm mà thôi. Và nếu như với những mẫu Snapdragon 865 khác thông thường thì cái điểm đơn nhân nó vào khoảng tầm bao nhiêu?
gần 1.000, loanh quanh tầm 1.800 đến 1.000 gì đó. Rồi điểm đa nhân nó vào khoảng tầm 4.000, gần 4.000. Nói chung là con này nó bị ảnh hưởng bởi cái nhiệt độ khá là nhiều. Tức là nếu như các bạn mà sử dụng trong một khoảng thời gian, khi mà các bạn chơi game á, máy nó bị nóng lên mà mặt lưng nhựa nó không tỏa nhiệt được ra nhanh á, thì nó sẽ bị hạ xung nhịp xuống và có thể cái trải nghiệm khi mà các bạn chơi game nó sẽ bị ảnh hưởng một chút đến mức FPS. Và rõ ràng với Snapdragon 865, con này thì có 8GB thôi, mà lại bị giới hạn lại ở cái màn hình 60Hz, thì với những cái tựa game mới nhất bây giờ, ví dụ như là PUBG Mobile, các bạn sẽ không thể nào trải nghiệm được hết cái sự sướng của nó khi mà ngay cả phiên bản Việt Nam sắp tới cũng sẽ được mở cái mức FPS 90. Và đây cũng là một cái thứ mà nó sẽ ảnh hưởng một phần đến trải nghiệm của các bạn. Vẫn biết là 60Hz bây giờ vẫn quá đủ rồi, nhưng rõ ràng là với một vị thế là cái máy hàng đầu thì vẫn nên mở được những cái mức setting cao nhất, đúng không các bạn? Đương nhiên thì một vài những cái thứ khác thì nó cũng tương tự như là Note 20 ở Việt Nam, ví dụ như là pin 4.300 hay là sạc nhanh 25W, nó quá là quen thuộc rồi nên có lẽ cũng không cần phải nhắc đến quá nhiều. Nói chung thì với Galaxy Note 20 hàng Hàn như vậy, mình mượn tại XT Mobile, thì chung quy nó sẽ chỉ khác biệt một chút được cái phiên bản màu đỏ như vậy và cái hiệu năng là Snapdragon 865 thế thôi. Còn lại những thứ khác như là bút S Pen, màn hình, thiết kế thì cũng tương tự là như nhau. À, các bạn lưu ý một chút xíu nhé, cái bút S Pen này nó sẽ đồng màu với cả màu của máy, thế nên nó cũng sẽ đều có là màu đỏ. Vậy nên nếu như chẳng may có làm mất cái bút này thì tìm mua lại cũng khó lắm, tại Việt Nam không bán màu đỏ mà, trừ khi mà anh em mua được những cái bút S Pen rời bên ngoài thôi thì chắc là sẽ ok, nhưng mà giá thì chắc là cũng hơi căng đấy, tại màu limited mà, giới hạn đó. Rồi bây giờ một vấn đề khác mình muốn nói đến, mức giá. Giá của con này tại XT Mobile đang là 18 triệu, và nếu như các bạn không biết thì 18 triệu thậm chí là còn đắt hơn cả hàng chính hãng ở Việt Nam sau khi trừ hết quà tặng đi tại một vài đại lý, rồi áp dụng thu cũ đổi mới chỉ còn loanh quanh đâu đó tổng khoảng 16-17 triệu mà thôi. Đương nhiên đợt đầu tiên thì nhiều bạn sẽ nói là giá cao, ok, bao giờ chúng ta xuống giá thấp thì mình đánh giá nó đáng mua. Nhưng với 18 triệu mà các bạn không có màn hình tần số quét cao, không có độ phân giải cao, không có camera thực sự là diện dò, rồi chỉ có duy nhất một thứ, đó là con chip, thì các bạn nghĩ sao? Không có hai SIM, không có những dịch vụ đặc quyền ở Việt Nam, ví dụ như là Samsung Pay, S được mấy cái thẻ Việt Nam, hay là không có Galaxy Gift, không có phòng trợ thương gia, không có bất cứ một thứ gì cả. Bảo hành thì chỉ tại XT Mobile mà thôi, thì các bạn nghĩ sao? Cân đối nhá. Chứ mình thì mình thấy nó không thực sự đáng mua ở thời điểm này. Bao giờ nó về mức giá tầm khoảng 13-14 triệu thì ok, chứ bây giờ giá vẫn cao, 18 triệu ở thấy không ngưng được. Rồi, và đó là chia sẻ của mình về con Note 20 màu đỏ này đến từ Hàn Quốc, phiên bản chạy chip Snapdragon 865. Và các bạn nghĩ sao về nó, hãy chia sẻ ý kiến ở comment phía dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye.